À vâng, và vườn mai chất chè bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em mới về được tầm khoảng 100 cây cúc 7 tầng mới nha cả nhà. Thì cái cây này thì lá nó cũng già rồi, em thấy về chúng ta lấy bo cũng được rồi đó. Đây, cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong nha. Thì các cái bộ đế bên vườn mai nhà em ấy thì đều được xử lý đế hết nha cả nhà. Đây, nhưng mà có cái là do em bận quá thì em chưa có moi cái đế lên được ha. Chứ cây nào cũng có đế hết. Em thấy nó già rồi nè. Cái này chúng ta về có thể lấy bo được ha. Đó. Đây là cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong nha. Thì cúc 7 tầng nó có cái một cái ưu điểm đó là nó được 7 tầng cánh hoa đó. Hoa rất là đẹp luôn nha. Thì cây này cũng không có cao lắm nha cả nhà. Tầm khoảng mười mấy cm à. Cái khoảng gang tay của em trở lại thôi á. Còn cái bộ đế thì xử lý hết nha. Cây nào cũng có rễ hết. Còn có cái là do em bận quá không có moi cái rễ lên được thôi. Đây, thì cái cúc 7 tầng này em bán với giá là 300 ngàn một cặp nha. Cái này em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn á. Này, cúc 7 tầng rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây, ai thích thì liên hệ bên vườn mai chất chè bông nha. Chỉ 300 ngàn một cặp và em sẽ bao phí vận chuyển tới nhà cho cả nhà luôn á. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, mong được sự liên hệ của cả nhà nha.